mình sẽ thay đầu tiên là cái sợi dây bự nhất. Cái sợi dây bự nhất, tại sao mình lại thay cái sợi dây bự nhất? Tại vì ở phần dưới của phần này nè, nó sẽ rất là khó để cho mình kiểu như mình cuộc á. Riêng sợi dây nhỏ nó là ni lông thì mình có thể cuộc, mình khóa lại được. Còn dây bự là mình cuộc lại, nó cũng cuộc được nhưng mà nhìn nó thô lắm. Và thường một cái nữa các bạn để ý nha, những cái cọng dây như thế này nè, nó sẽ phân thành hai đầu, một cái đầu nó sẽ mềm và một cái đầu nó sẽ cứng. Thường thường sợi dây rẻ tiền là hai đầu nó sẽ cứng hết ha. Còn cái sợi dây mà cái đầu mềm các bạn dùng để cột ở trên, còn dây cứng thì mình sẽ cột ở dưới ha. Thì xỏ các bạn xỏ bình thường thôi, ở dưới đây xỏ lên thì nó dễ nhưng mà kéo thì nó xa. Có những cái đàn thì ở trên nó rõ, nó xỏ xuống tiện hơn thì mình xỏ từ trên xuống, còn cái nào mà nó xỏ từ trên tiện hơn thì mình xỏ từ trên tiện lên. Với lại mình xỏ xuống nè, bạn để ý bạn tới đây là bạn phải lôi cái đầu này ra nha, còn không là nó đâm xuống cái miếng gỗ mình nhìn nó xấu lắm, nó bị chày là nó xấu lắm. Thì các bạn sẽ sử dụng bằng cách là mình lòn từ đây qua đây ha. Đó, các bạn cái này chắc tầm khoảng 4 cm, bằng lòn từ đây qua đây, có thể lòn ở dưới. Mình sẽ hay sử dụng một cái cách nó sẽ giúp chúng ta khi mà nó bị đứt hoặc là khi chúng ta sẽ tháo rất là nhanh, đó là mình sẽ không, nó sẽ có hai dạng, tức là bạn buộc như thế này ha, một vòng rồi xong các bạn xỏ qua thêm một vòng nữa là như thế này đó, rồi bạn rút lên đó, là cách thứ nhất. Còn mình không, mình ít xài cách đó, tại vì cách đó khi mà nó bị đứt này kia thì các bạn tháo ra nó rất là khó. Mình sẽ sử dụng bằng cái cách này, nó sẽ dễ tháo nhưng mà nó cũng sẽ khó làm hơn mấy cách khác ha. Đấy, các bạn buộc một lần xong ở dưới đít nè, các bạn lấy cái cọc này bằng chồng lên đó thì nó sẽ giữ chắc. Ban đầu các bạn cứ buộc đi, nó sẽ trong trên nhưng mà một hồi mình sẽ buộc hết tất cả 6 dây thì nó lại ok nha. Và các bạn nhớ là cái cọng này chúng ta sẽ bỏ ở bên trong này luôn nha, rồi chúng ta buộc lại, chúng ta giữ ở dưới thì cho nó tụt ra. Dây số 4 này chúng ta cũng sẽ xọn đi ra, nhưng mà khác cái là mình sẽ không cột theo cái này, tại vì cọng dây này nó sẽ rất là trơn đó, mình cột theo cái này nó sẽ tuột ha. Mình sẽ cột bằng cái cách này, mình xuyên cho nó hai vòng nha. Mình sẽ suy cho nó hai vòng, các bạn ném xuống dưới, bạn gịch ngược lên trên nè, các bạn gịch xuống đó, từ từ nó sẽ siết lại. Đấy, mình sẽ làm được cái cọng bự nha. Đó, qua cái cọng 2 thì chúng ta sẽ cho nó lên 3 vòng. Cọng thứ 6 nha, cọng dây 1 nha. Chúng ta sẽ lòn hết vào trong cái cọng dây 1. Các bạn cứ để cho nó dư dư ra làm sao hết. Còn không, ban đầu các bạn lòn qua coi nè, các bạn buộc lại cho mình luôn, buộc cái dây này lại, buộc cái cước như thế này. Đây, các bạn buộc cái cước như thế này. Rồi chúng ta lòn, chúng ta buộc y gan như nãy giờ vậy. Dây 6 trước mình kéo lên, bạn đo từ ở vị trí này thường thường nó sẽ là 3 vòng ha, 2 vòng mình sẽ đo 2 vòng rưỡi thôi, khi mình lên dây nó chẳng 3 vòng. Thì từ cái vị trí nè, chúng ta sẽ tua lên đây tầm khoảng 9 cm là nó sẽ 3 vòng ha. Mỗi vòng tầm khoảng 3 cm ha. Các bạn tua lên tới đây, nằm một thằng này ha. Các bạn nằm dấu ở đây đi, để ra như thế này. Ở đây thì các bạn sẽ có một cái cách để mình khóa nó lại, mình
khóa nó lại, tại vì sợi dây này nó rất là trơn, mình khóa nó lại như thế nào bạn cũng y gan gì gì dưới luôn, các bạn cứ dập xuống một cái, các bạn giống như mình buồn thấy gì dập nó xuống một cái nè, rồi xỏ nó ngược lên. Thì nó sẽ được như thế này. Các bạn xay ở mức tương đối thôi, rồi xong các bạn sẽ đây, các bạn cầm hai đầu, bạn kéo cái gì này cho nó sát vừa. Chúng ta sẽ được một cộng nó tầm khoảng 2 vòng rưỡi rồi đó. Một lát chúng ta lên dây nó làm nó chẳng 3 vòng luôn. Và cái mà thêm một phần lưu ý nha các bạn. Các bạn sẽ để cái lỗ nó nằm ở dưới đây nha. Để cái lỗ nó nằm ở dưới đây để chúng ta có thể buộc nó một cách dễ dàng hơn. Đi từ dưới lên trên nè. Mang đi từ dưới lên trên rút nó lên. Kéo nó xuống đây. Đây. Nó sẽ rút dễ dàng hơn. Rút nó dễ dàng hơn, còn các bạn ghim mà từ trên bằng ghim xuống á, nó rất là khó nha. Ghim từ cái thằng số 2 này nè, là các bạn phải quay cho nó nằm bên trong, thằng này nó nằm bên ngoài. Còn thằng này tất cả các dây riêng hàng này thì nó nằm bên ngoài nha, nằm bên ngoài đây. Dây này là tất cả cái dây nó nằm bên trong. Bạn quay ra ngoài thì nó xấu lắm. Chỉnh cái lỗ này cho nó nghiêng về một cái góc. Ở đây mình nghiêng lên. Bây giờ chúng ta sẽ sửa ở dưới lại trước. Đầu tiên là các bạn phải kéo cái cọng này cho nó căng lên. Chúng ta sẽ sửa lại mấy thằng này. Chúng ta sẽ tiến hành cái siết lại.